Chào cả nhà. Hôm nay nhà Loan lại ra thu hoạch ít trà với vườn rau ở nhà. Cho mời cả nhà cùng đi thu hoạch với Loan cho vui nha. Em ghé chơi để Loan hái một ít trà. Trà lát về cho mấy đứa cháu. Mua phân mua đồ để trồng tiếp nha. Ừ. Tối ra không rồi chết. Bán vậy không rồi vậy, mấy chỗ dưới quê nó đâu cũng cần người đâu, để ăn trước vậy đó. Nè Duy, ăn thử đi. Rồi chị, ăn nãy ăn thử đi. Ăn thử để bà con biết cái cà mình trồng nó ngọt cỡ nào em nha. Rồi, ăn đi. Nhiều nhiều đi. Em nói sáng nha, sáng một chút. Dây chanh dây. Có con trái nó rụng, mới rụng, nó chín rụng vậy. Ở ngoài trước có nhiều mà ở đây có con trái thôi, đẹp quá ha. Cắt cái dây bốn trái. Còn gì nó ăn nhâm 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 đó trên. Ơi. Khổ qua bên đây cũng bắt đầu có trái nè, để Loan hái mấy trái bên đây luôn. Bên đây được hai trái. Đây chắc về kho mắm quá, bữa nay Loan kho mắm quá. Đây Loan cắt trái dưa leo này luôn, thấy nó lớn này nè. Lớn gì ăn ngon rồi. Lớn gì là ngon luôn á. Hãy
kìa, bắp bắp tím đó cả nhà, bắp tím nè, ở cây nó bự phía sợ luôn á, dừa gì mà khủng khiếp cái dừa này chứ, cái dừa lần hái ít rau kinh giới nè, kinh giới với lại cái này là tía tô đây, con trồng mấy cây đây mà nó nhiều quá chừng luôn, với lại lần sẽ cắt một ít rau húng lủi, húng lủi ở đây, lần cắt một ít rau húng cây ở đây luôn, về để ăn bánh tráng hay bánh xèo gì cũng được. Giờ nó nhiều, nó đang tốt mà mình không cắt thì nó bị hư. Cắt rau thơm ở đây. Rau dao này mình phải cắt sát gốc như vậy nè, mai mốt nó mới lên lại, chứ mình cắt cao nó không thấy đâu. Cắt cái gì đi, ẩn lát mình lựa lại. Mấy cái loại rau này á, mình cắt sát gốc nó mới lên. Ổ nhỉ. Dâm ra tiếp chồng. Tắt này phải không? Đây cái cây giấy, cây quế, cây lá é chồng. Cắt lộn. Tắt con tỉa nó lại sao? Được nhiều cả nhà, em đang cắt thêm ít húng cây nha, húng cây đây. Đây cây cắt ngang ở trên, chừa nắp lại cho nó lên. Húng lủi thì cắt sát. Chừa nắp này. Luôn cắt cao chứ này. Giờ nó cắt ít kinh giới ở đây luôn. Đây, kinh giới. Đây. Về chiều mình có kho mắm mà bắt đầu mình có rau sống luôn cũng được. Còn cắt mấy cây tía tô ở đây luôn ha. Trời ơi, tía tô tốt sợ. Tốt ghê luôn không? Giờ luôn cắt ít tía tô đi. Lên cái mới chứ để em nó ra bông. Mới tía tô. Giờ luôn cắt thêm ít. Trồng gì nó tốt mới sợ ha, cái tô này tốt quá. Nhiều đấy, đủ rồi ha.
vô đây luôn, cắt một ít cái bắp cải ở đây luôn đó nè. Đây, đây. Đây, con cắt cái bắp cải ở đây luôn. Đây, bắp cải nặng chiều chiều luôn. Đây, bắp này. Quá trời bự. Chắc, chắc nịch luôn á. Bự quá trời. Quá trời bự ha. Đây bắp cải này bự, con cắt cái này luôn. Quá trời bự luôn. Con cắt luôn. Ba bắp, ba bắp bự. Bắp nhỏ nhỏ một chút luôn. Ê da. Cả nhà ơi, sáng nay Lon mới ra thu hoạch vườn nhà của Lon được một ít rau củ quả này cả nhà. Lon thu hoạch được mấy cái cà trắng, mấy cái cà tím, khổ qua, được mấy cái bắp cải tím, dưa leo trắng, dưa leo xanh, cà chua bi trái ngọt, rau húng lủi, rau húng cây, kinh giới, tía tô, được ít loại rau thơm. Hôm nay Lon thu hoạch được bao nhiêu đó cả nhà. Con cảm ơn cả nhà rất là nhiều hôm nay đã đi thu hoạch cùng với Lon nha. Nếu yêu thích video này, cả nhà ủng hộ Lon bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp Lon à. Con cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Con xin chào và hẹn gặp lại video sau ạ.